Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toán Học TV. Thì trong Toán 8 ở học kỳ 2, phần hình học thì có cái nội dung đó là tam giác đồng dạng. Đây là một nội dung khó. Tuy nhiên, tôi sẽ giúp cho các bạn hiểu được một vài những cái bài toán cơ bản, những cái định lý cơ bản. Thì điều thứ nhất đó là tôi muốn nói ở đây, nếu như là câu hỏi của tôi là gì, nếu như là tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỷ số k, tất nhiên là khác không, thì tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số nào? Thì giải đáp nhé, tôi sẽ giải này, vì tam giác ABC này đồng dạng với tam giác DEF với tỷ số k, thì tôi suy ra được là AB trên DE sẽ bằng với AC trên DF bằng với BC trên DF và bằng K. Đó. Đây là tỷ số các cạnh tương ứng. Thế thì lúc này từ đây tôi sẽ suy ra được là như nào? Nghịch đảo lại tôi sẽ được DE trên AB bằng DF trên AC bằng EF trên BC, và nghịch đảo của K chính là bằng 1 trên K. Như vậy tam giác DEF đồng dạng với tam giác ABC theo hệ số tỷ lệ theo tỷ số đồng dạng là 1 trên k. Đó. Thì ở đây nếu như trường hợp đặc biệt là nếu như k mà bằng 1 á, thì rõ ràng là tôi sẽ ra được là AB trên DE là bằng AC trên DF bằng BC trên EF bằng 1. Thì điều đó là tôi suy ra được là AB bằng với DE, AC bằng với DF và BC bằng với EF. Thì tức là hai tam giác ABC bằng với tam giác nào? DEF. Theo trường hợp đó, cạnh cạnh cạnh. Như vậy là chúng ta rút ra được là gì? Hai tam giác mà bằng nhau thì sẽ có hệ số sẽ có cái tỷ số đồng dạng là k bằng 1. À. Hai. Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF với hệ số k 1, tam giác DEF là đồng dạng với tam giác MNP hệ số là k 2, thì hỏi tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo hệ số là bao nhiêu? Thì tôi gọi này, bây giờ vì á tam giác ABC này đồng dạng với tam giác DEF đúng không? Chúng ta cứ sử dụng định nghĩa mà làm thôi. Định nghĩa của hai tam giác đồng dạng là gì? Thì các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỷ lệ với nhau. Tức là tỷ số của các cạnh, những cái cặp cạnh tương ứng là sẽ bằng nhau.
Thì vì tham gia PC đồng giảm tham gia PD DEF vậy là hệ số K 1 thì tôi suy ra được là AB trên DE sẽ bằng bao nhiêu đây? Bằng BC trên EF bằng AB AC trên DF và bằng K1. Đó. Từ đó tôi sẽ suy ra là DE là bằng AB trên K1. Tất nhiên là các cái hệ số K1, K2 này đều khác không. BC, à xin lỗi, tôi xin lỗi. EF sẽ bằng BC trên K1 và DF sẽ bằng AC trên K1. Đó. Tương tự vì tam giác DEF đồng dạng với tam giác MNP với hệ số là K2 thì tôi suy ra đó là DEF trên MN bằng với DE trên MN bằng với DF trên MP bằng với EF trên NP bằng K2. Tôi suy ra đó là từ đó tôi suy ra tôi thay DE bởi và tôi thay DE bằng AB đến K1 này thì nó tôi nói ta có này DE trên MN bằng K2 thì tôi sẽ suy ra tôi thay chữ DE này bằng AB đến K1 đúng không? AB trên K1 nhân với MN bằng K2. Tôi nhân cả hai vị cho K1 thì tôi sẽ được là AB trên MN bằng K1 nhân K2. Thì tương tự đây là tương tự tôi có là BC BC thì BC là EF này như vậy BC đến NP là bằng K1 nhân K2 và DF thì là AC trên K1 thì là AC trên MP. Đây, AC trên MP đây là bằng K1 nhân K2. Do đó, tôi rút ra được là tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo hệ số xác tỉ số là K1, K2. Câu thứ ba chính là câu hỏi cuối cùng của clip ngày hôm nay. Đó là tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF. Đó. Với hệ số với tỉ số đồng dạng là K. Đó. Thì câu hỏi là gì? Thì tỉ số chu vi của ABC trên chu vi của DEF là bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta muốn làm bài này thì chúng ta phải sử dụng một cái tính chất mà đã học ở lớp lớp 7. Một tính chất đã học ở lớp 7 nha. Đó là tính chất của giải tỉ số bằng nhau. Thì vì sao tôi đưa vào thì là các bạn sẽ biết. Đó là A phần B mà bằng C phần D thì sẽ bằng luôn đó là A cộng C trên B cộng D. Mở rộng hơn với 3 tỷ số thì bằng C phần D là F phần F thì sẽ bằng là A cộng C cộng E trên B cộng D cộng F. Đó. Vì sao là như vậy? Bởi vì chu vi nhá, P là chu vi là tổng của ba cạnh. Đấy, thì tôi gọi là gì? Vì là tam giác ABC này
đồng dạng và tam giác DEF theo tỷ số K. Cho nên tôi suy ra đó là theo công thức là AB trên BE sẽ bằng với BC trên EF bằng AC trên DEF. Đến đây tôi áp dụng tính chất dạy tỷ số bằng nhau. Giờ đây là bằng K nữa đó. Này, áp dụng tính chất dạy tỷ số bằng nhau. Lúc này tôi viết K ở đâu? Tôi viết K ở đầu tiên. K bằng AB phần DE bằng BC phần EF bằng AC phần DF. Bây giờ giải tỷ số bằng nhau, tôi sẽ sử dụng ba cái này này: AB phần DE, BC phần EF và AC phần DF. Coi như cái K này chúng ta che lại đi. Thì cái này áp dụng tính chất giải tỷ số bằng nhau cho ba cái tỷ số này thì tôi sẽ được là AB cộng với BC cộng với AC trên DE cộng với EF cộng với DF. Thì cái này là chính là cái gì? Ba cạnh này là của tam giác ABC đây. Như vậy đây chính là chu vi của tam giác ABC. Và cái này tương tự chính là chu vi của tam giác DEF. Vậy thì chúng ta thấy rằng chu vi của tỷ số chu vi đó là gì? Cũng là bằng K luôn. Như vậy ta rút ra được cái kết luận là gì nào? Nếu như hai tam giác đồng dạng có hệ tỷ số đồng dạng là K thì tỷ số chu vi tương ứng của hai tam giác cũng bằng K luôn. Đó. Thì tôi xin kết thúc video này tại đây, hôm nay tại đây cái đã. Còn rất nhiều công thức liên quan đến cái trường hợp các cái tính chất về cái hai tam giác đồng dạng. Thì tôi sẽ ra những cái video đó trong những cái video tiếp theo. Thì xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Toán Học TV. Chúc các bạn học thật là tốt. Tôi sẽ cố gắng làm và giải đáp những cái bài toán mà các bạn chưa làm được. Vâng, xin chân thành cảm ơn.